Năm bí quyết giúp bác sĩ tim mạch có sức khỏe dẻo dai ở tuổi 95. Là một bác sĩ tim mạch đã nghỉ hưu, ông Grezo sống ở thành phố Osaka vẫn có sức khỏe dẻo dai. Quan điểm của ông là hướng tới cộng đồng và giữ lối sống có ý nghĩa, truyền cảm hứng. Ông cũng chia sẻ thói quen giúp nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống khi về già. Và năm bí quyết của ông như sau. Thứ nhất là ông sẽ thường đi dạo vào sáng sớm. Khoảng 5 giờ sáng thì ông và vợ sẽ bắt đầu khoảng 30 phút đi bộ và đi ít nhất là 7.000 bước chân, và cả hai thích đi bộ trên những con đường mòn trên miền núi, và những hoạt động này sẽ giúp tiếp thêm sức mạnh cho ông Grezo trong cả ngày dài. Sau khi đi bộ thì ông sẽ thực hiện các bài tập phù hợp với sức khỏe như là giãn cơ, giữ thăng bằng. Ông cũng cẩn thận lựa chọn các động tác khác nhau mỗi ngày dựa trên khả năng và nhu cầu để duy trì sức bền mà không khiến cho cơ thể quá căng thẳng. Điều thứ hai đó là ông sẽ kết nối với những người thân yêu của mình trên mạng xã hội. Sau buổi tập luyện thì ông thường trò chuyện với người thân, bạn bè và theo dõi cuộc sống của họ thông qua mạng xã hội. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự cô lập về mặt xã hội sẽ làm tăng tỷ lệ trầm cảm, cô đơn, đặc biệt là ở đàn ông lớn tuổi. Ông cũng thích duy trì kết nối với gia đình, họ hàng, cộng đồng. Ông Grezo cũng có những người bạn ở Mỹ thông qua các nền tảng truyền thông xã hội. Ông dành vài phút mỗi ngày để viết blog, chia sẻ những suy nghĩ, kinh nghiệm và hiểu biết trong cuộc sống của mình. Điều thứ ba đó là ông sáng tạo nghệ thuật và tìm tòi những sở thích mới. Hàng ngày, ông Grezo cũng đều tự vẽ chân dung của mình và khoảng thời gian cẩn thận phác thảo từng đường nét, sắc thái và chi tiết cũng là lúc ông hiểu rõ về bản thân mình nhất. Ông cũng bắt đầu tập sáo gỗ và ông nghĩ là cái loại nhạc cụ này có thể cải thiện cái việc thở và nuốt. Theo ông Grezo thì không bao giờ là quá muộn để có thể là học các kỹ năng mới. Ông luôn cởi mở và thích khám phá trong cuộc sống và luôn tìm kiếm những cái trải nghiệm mới, giúp khơi dậy trí tò mò và không sợ bị thất bại. Bí quyết thứ tư đó là ông sẽ ngủ ngắn nhiều lần trong ngày. Ông có thói quen ngủ trưa và nạp lại năng lượng nhiều lần mỗi ngày. Lần ngủ ngắn đầu tiên là khoảng nửa tiếng buổi sáng, khoảng thời gian từ 8 đến 9 giờ. Ông cũng thường ngủ lại vào buổi chiều khi đang đọc sách. Và cái việc chợp mắt từ 10 đến 30 phút vào mỗi buổi trưa sẽ giúp cải thiện huyết áp và trí nhớ, tăng hiệu suất làm việc vào buổi chiều, làm chậm quá trình lão hóa do não co rút tự nhiên. Và bí quyết thứ năm là ông ăn uống cực kỳ thoải mái. Ông Rezo yêu thích các món ăn như là thịt đỏ, phô mai và thỉnh thoảng có sử dụng rượu. Và để cân bằng lại cái chất lượng dinh dưỡng thì ông sẽ bổ sung thêm các món rau. Và cái chế độ ăn này có thể được coi là chế độ không lành mạnh cho sức khỏe theo tiêu chuẩn của phương Tây. Tuy nhiên thì cái việc mà bổ sung thêm rau giúp cân bằng lại dinh dưỡng là một cái minh chứng cho thấy là cái tuổi thọ của ông cũng được quyết định bởi những yếu tố khác. Ví dụ như là cái việc tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống cũng quan trọng ngang với các yếu tố như là gen di truyền, chế độ ăn uống, tập luyện. Và nghiên cứu vào năm 2008 từ Đại học Tohoku đã phân tích dữ liệu của hơn 50.000 người từ 40 đến 79 tuổi. Thì người ta phát hiện ra rằng là những người mà có mục đích sống sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tỷ lệ tử vong thấp hơn. Và 95% trong đó vẫn còn sống sau 7 năm kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu. Như vậy đó là 5 bí quyết giúp sống khỏe mà bác sĩ Grezo đã chia sẻ. Hy vọng rằng với 5 bí quyết này sẽ giúp cho mọi người chúng ta có thêm những cái kiến thức mới để có thể sống lâu, sống thọ và duy trì sự khỏe mạnh. Quý vị và các bạn có thể xem video khác ở bên tay trái hoặc là bên tay phải của Dì Sĩ Đạt nhé. Và đừng quên theo dõi kênh của Dì Sĩ Đạt để cập nhật thêm những video hữu ích cho sức khỏe.